Hello hello tất cả các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn món chân gà xả tắc. Nguyên liệu gồm có 1 kg chân gà rút xương, xả tắc, củ hạt tím và các loại gia vị. Đầu tiên mình sẽ luộc chân gà với xả và gừng trong khoảng 10 phút. Sau đó các bạn vớt ra, cho vào một thau nước lạnh. Sau đó chúng ta sẽ đem sơ chế, cắt cho vừa miếng ăn và bỏ vào ngăn mát trong khoảng 20 phút. Trong lúc đó thì chúng ta sơ chế các loại nguyên liệu. Cắt xả, củ hành tím, ớt và quả tắc. Quả tắc chúng ta cắt làm đôi để vắt lấy nước. Lưu ý là chúng ta vắt lấy nước nhưng vẫn chừa lại phần vỏ các bạn nha. Đây là các loại nguyên liệu đã qua sơ chế. Chúng ta vắt lấy nước, chừa lại những vỏ còn xanh, lược đi phần hột. Chúng ta thái nhỏ các cái vỏ còn xanh ra thành từng miếng nhỏ như thế này. Đây là chân gà sau khi đã sơ chế. Bây giờ chúng ta sẽ chuẩn bị phần nước sốt ngâm chân gà, gồm có 350ml nước, đường, bột ngọt và nước mắm. Chúng ta đun sôi, sau đó cho phần nước tắc vào. Để nguội trong 5 phút và cho các loại nguyên liệu còn lại vào. Lưu ý ta sẽ để vỏ tắc cuối cùng. Khi nước đã nguội hẳn thì chúng ta sẽ cho phần chân gà đã qua sơ chế vào, trộn đều. Và chúng ta có được một hỗn hợp như thế này đây. Sau đó chúng ta cho tất cả phần chân gà xả tắc này vào trong một khay nhựa để bảo quản ở tủ lạnh, sử dụng trong khoảng 3 ngày. Và như vậy là chúng ta đã có món chân gà xả tắc thật là thơm ngon đây. Mời các bạn.